phá đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng lớn nhất miền Trung Tây Nguyên. Chuyên mục Nóng trên mặt báo trả lời câu hỏi đâu là nguyên nhân căn bản của bạo lực học đường. Cô gái khởi nghiệp sản phẩm làm đẹp từ lá trầu không tại Đắk Nông. Bộ váy tương tác tự độ thiết kế chỉ trong chớp mắt. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình là phần tin nóng ghi nhận những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 10 tháng 11, ghi nhận tại kho tập kết dầu thải gồm dầu nhớt, diesel và dầu ăn đã qua sử dụng tại thôn Quá Giang 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, do bà Trần Thị Thanh Yến làm chủ đã gây ô nhiễm môi trường. Chủ cơ sở cho biết, bà thuê địa điểm này làm kho tập kết dầu ăn đã qua sử dụng để bán lại cho một công ty ở Hà Nội từ năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, tại cơ sở này không chỉ tập kết dầu ăn đã qua sử dụng, mà còn tập kết hàng trăm thùng phi chứa các loại dầu nhớt, dầu diesel đã qua sử dụng. Chủ cơ sở cho biết, số dầu nhớt này được bà thu mua từ các cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn về bán lại cho một công ty tại Hòa Khánh. Đáng chú ý, những can dầu ăn và dầu nhớt được chủ cơ sở để lẫn lộn với nhau. Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phước cho biết, vào tháng 4 năm 2023, chủ cơ sở này đã bị Ủy ban Nhân dân xã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, buộc dừng hoạt động, làm sạch môi trường và chủ cơ sở cam kết thực hiện, nhưng hiện vẫn hoạt động. Ông Bình cũng thừa nhận đây là thiếu sót của chính quyền địa phương khi không giám sát kiểm tra chặt chẽ để chủ cơ sở tiếp tục vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh liên quan đến vụ kêu gọi đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh. Theo tài liệu điều tra, Phạm Mỹ Hạnh sinh năm 1980 trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước mang lại lợi nhuận cao. Với dự án này, Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng. Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả với thủ đoạn tinh vi, khởi tố 23 bị can và thu giữ nhiều tài liệu tang vật để phục vụ điều tra. Theo tài liệu điều tra, tháng 8 năm 2023, tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Kim Long, 43 tuổi, đang giao dịch bán chiếc xe ô tô bán tải có nhiều biểu hiện nghi vấn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc xác minh chiếc xe Long đang bán là xe đang thế chấp trong ngân hàng. Giấy biên nhận thế chấp ngân hàng cũng là giấy tờ giả, được một số nghi phạm làm ra để sử dụng. Sau khi bắt giữ Long, Công an mở rộng điều tra đã phát hiện một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Đường dây này được chia làm nhiều nhóm để hoạt động. Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố 23 bị can về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Công an cũng tạm giữ 23 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả để phục vụ điều tra. Ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Trương Thị Thùy Trinh, 30 tuổi, Trần Việt Thành, 27 tuổi về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại. Khởi tố bị can Trần Việt Thành, Trần Tuấn Anh cùng 31 tuổi, Nguyễn Thị Thu Hà, 37 tuổi và Nguyễn Văn Ninh, 25 tuổi về tội mua bán chiếm đoạt, mô hoặc bộ phận cơ thể người. Các bị can trên đều liên quan đến đường dây tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên và mua bán mô nội tạng cơ thể người trên phạm vi toàn quốc mà công an vừa triệt phá thành công. Được biết, mỗi ca mang thai hộ có giá từ 450 đến 600 triệu đồng. Hiến trứng khoảng 25 triệu mỗi ca, ghép thận có giá từ 900 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng mỗi ca. Tại thời điểm phá án, công an còn phát hiện Trương Thị Thùy Trinh thuê một phòng tại khu chung cư ở phường Xuân Phú, thành phố Huế để nuôi hai phụ nữ đang mang bầu. Về hoạt động mua bán thận, công an phát hiện Tuấn Anh cùng Việt Thành tổ chức mua bán thận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2018 đến nay, Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận, trong đó có 4 ca thành công. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Chiều ngày 10 tháng 11, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ trộm chó trên địa bàn, tạm giữ 6 nghi phạm trong nhóm trộm chó để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Trước đó, ngày 8 tháng 11, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thế Phúc, 50 tuổi, có nhiều người đem chó đến tiêu thụ. Ngày 9 tháng 11, đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ thêm 5 nghi phạm khác liên quan đến hành vi trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét nhà của hai nghi phạm tiêu thụ chó là Nguyễn Thế Phúc và Hoàng Văn Trung, Công an huyện Triệu Sơn thu giữ hàng chục con chó đang sống, nhiều bộ kích điện, dây thòng lọng sử dụng để bắt trộm chó. Chỉ tính từ đầu tháng 11 năm 2023 đến khi bị bắt, các nghi phạm đã trộm gần 100 con chó trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân. Công an huyện Triệu Sơn đang điều tra mở rộng vụ án. Trưa ngày 10 tháng 11, tại trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, nhà xe Thành Bưởi, trên đường Lê Hồng Phong, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa trụ sở, kiểm tra, khám xét. Bên trong trụ sở nhà xe, tổ công tác khám xét hệ thống trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ và làm việc với các nhân viên, người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Lê Dương, 32 tuổi, phó giám đốc công ty Thành Bưởi, con trai của giám đốc hãng xe này. Ông Lê Dương bị khởi tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Hành vi này dẫn tới việc tài xế Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, lái xe khách biển số 50F00483 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt gây tai nạn khiến 5 người chết, 3 người bị thương tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chuyên mục nóng trên mặt báo hôm nay xin chia sẻ một góc nhìn đáng suy ngẫm của tác giả Lê Thanh Phong về tình trạng bạo lực học đường. Theo đó, nguyên nhân căn bản của bạo lực học đường chính là cha mẹ không dạy con. Để hiểu rõ hơn về quan điểm này, mời quý vị cùng theo dõi nội dung sau đây. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, tình trạng bạo lực học đường diễn biến khá phức tạp. Bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục thì xảy ra một vụ bạo lực học đường. Thông tin này được đưa ra vào chiều ngày 7 tháng 11 vừa qua, tại phiên chất vấn đối với lĩnh vực văn hóa xã hội. Đại biểu Vương Quốc Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam đặt câu hỏi. Vậy theo Bộ trưởng, có những nguyên nhân nào gây ra tình trạng này, hướng khắc phục thật căn cơ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới như thế nào? Một câu hỏi quá khó cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cho nên ông cũng chỉ trả lời loanh quanh mấy nguyên nhân. Ông Sơn chỉ ra về trách nhiệm của nhà trường và hiệu trưởng trong việc phát hiện và xử lý những tình huống dẫn đến bạo lực học đường. Về điều này, thầy cô và hiệu trưởng rõ ràng không thể chối bỏ trách nhiệm khi xảy ra bạo lực ngay trong nhà trường. Thế nhưng, khi đã có mầm mống bạo lực, không xảy ra trong nhà trường thì xảy ra ở ngoài. Có nhiều vụ học sinh đánh nhau, thậm chí gây án mạng bên ngoài nhà trường. Thầy cô không thể quản nổi, chưa kể có những trường hợp người nhà học sinh vào tận trường đánh đập, nhục mạ thầy cô. Còn nguyên nhân do hậu quả của dịch bệnh hay phim ảnh thực ra không thuyết phục. Toàn bộ học sinh đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều em xem phim ảnh, nhưng tại sao chỉ một số em có hành vi bạo lực? Trong các nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, có nguyên nhân căn bản nhất mà Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đưa ra, đó là từ gia đình. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, thì hàng năm với con số 220.000 vụ ly hôn, thì trong đó có từ 70-80% là có lý do liên quan đến xung đột và bạo lực gia đình. Mà với một cái tỷ lệ bạo lực gia đình như vậy, thì học sinh trong các gia đình có thể vừa là người chứng kiến bạo lực, vừa là đối tượng bị bạo lực, bị bỏ rơi. Và có thể nói môi trường gia đình như vậy thì cái số theo thống kê thì cái số mà học sinh mà có cái bối cảnh bạo lực gia đình mà liên quan đến bạo lực trong nhà trường là có một cái tỷ lệ rất lớn. Ngoài số học sinh rơi vào hoàn cảnh như Bộ trưởng nêu ra, còn có nhiều em sống trong gia đình có cha mẹ đàng hoàng nhưng không được dạy dỗ tử tế. Cha mẹ để cho con cái hoang đàng, tự tung tự tác, phá sớm, phá làng, thì chuyện đến trường lập băng nhóm đánh bạn là điều dễ hiểu. Có những người không giáo dục điều tốt lại còn làm gương xấu. Cha mẹ gián tiếp dạy cho con bạo lực khi đánh cả thầy cô. Như vụ thầy hiệu phó trường Trung học Phổ thông Hàm Tân, Bình Thuận, bị phụ huynh dẫn nhóm côn đồ xông vào nhà đánh nhập viện. Dạ vâng thưa quý vị, cha mẹ không dạy con thì trường học cũng bất lực, xã hội bất kham thưa quý vị.
Vâng, đến đây thì nội dung này xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Xuân Tuấn ở tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn đưa giống đào Thất Thốn hay còn được gọi là đào Tiếng Vua, một giống đào cảnh cổ của làng đào Nhật Tân, Hà Nội, lên Mộc Châu trồng và nhiều năm liền được vinh danh là nông dân tiêu biểu của huyện Mộc Châu. Mời quý vị cùng gặp gỡ tỷ phú trồng đào trên cao nguyên Mộc Châu qua phóng sự được cộng tác viên chương trình ghi nhận tại địa phương. Anh Nguyễn Xuân Tuấn, quê ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, lên Mộc Châu khởi nghiệp năm 2006. Thời điểm đó, anh Tuấn cùng với gia đình đã mang giống đào Thất Thốn lên Mộc Châu trồng thử nghiệm với kỳ vọng về sự phù hợp của loại cây này với vùng đất thảo nguyên. Cây đào Thất Thốn là một loại đào rất là quý. Nó cũng yêu cầu chế độ chăm sóc và xử lý ra hoa rất là khó. Nên là cái chăm sóc cây đào Thất Thốn này thì nó yêu cầu là khó hơn những cái loại đào bình thường. Thì đầu tiên là mình sẽ đầu năm là mình sẽ phải cắt tỉa, mình sẽ uốn cây. Sau đó là mình sẽ chăm sóc này, bón phân này, phun thuốc trừ sâu. Và đến tầm độ tháng 6, tháng 7 thì lúc đấy mình bắt đầu phải xử lý cho nó ra hoa. Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu đào Tết tăng mạnh, anh Tuấn đã đầu tư mở rộng diện tích trồng hơn 1 hecta với 2.500 cây đào Thất Thốn để phục vụ nhu cầu của người chơi đào vào dịp Tết. Trong đó có nhiều gốc đào thân xù xì hơn chục năm tuổi. Cái đào ở trên này mấy năm hoa rất là đẹp, tươi và thắm lắm, mà cánh hoa nó dày. Người chơi nói chung là được bền hơn, cái hoa này chơi rất là bền, không bị rụng hoa cánh hoa nhiều. Từ năm 2010 đến nay, vào mỗi dịp Tết, anh Tuấn lại chở đào về Hà Nội để cho thuê, và rằm tháng giêng lại trở về Mộc Châu để chăm sóc. Trung bình mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình anh cho thuê từ 300 đến 500 cây với giá dao động từ 5 đến 30 triệu đồng. Trừ các loại chi phí thu về cho gia đình anh hơn 1 tỷ đồng. Trồng đào này thì sẽ thu nhập nó ổn định hơn là các cái cây ngắn ngày khác như rau màu. Và thu nhập kinh tế gia đình thì nó đều hàng năm. Thì khách chủ yếu là khách quen thôi, chứ trên thị trường nhà em chưa quảng bá rộng đâu. Họ cứ đến đây họ quen là họ vào vườn, họ đặt với lại mình mang về các cơ sở ở dưới Hà Nội với lại các cái địa bàn lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh gì đấy. Là mình bán là họ biết là họ đến. Gia đình anh Tuấn là hội nông dân tiêu biểu của huyện Mộc Châu, nhiều năm đạt danh hiệu của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Nhờ sự chăm chỉ sáng tạo, anh Tuấn không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo cơ hội việc làm phát triển kinh tế cho bà con nông dân địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên cao nguyên Mộc Châu. Chế biến thành công các dòng sản phẩm làm đẹp từ lá trầu không, chị Nguyễn Thị Thu Sương ở thôn Nam Phú, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã chế biến các dòng sản phẩm làm đẹp từ lá trầu không. Nhờ đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em bằng các sản phẩm thiên nhiên, mà mô hình khởi nghiệp của chị Sương đã được các chị em phụ nữ đón nhận và đạt được thành công. Tốt nghiệp y dược trường đại học Buôn Ma Thuột, chị Nguyễn Thị Thu Sương về nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Ngoài thời gian làm việc tại đơn vị, chị Sương nghiên cứu chế biến các dòng sản phẩm làm đẹp từ lá trầu không. Để có nguồn nguyên liệu ổn định, chị trồng hơn 3.000 m2 trầu không và đầu tư gần 250 triệu đồng để lắp đặt hệ thống lò chiết xuất, chưng cất tinh dầu. Trải qua gần một năm với hàng trăm công thức quy trình, chị Sương đã thành công với các sản phẩm tinh dầu trầu không, nước súc miệng, sữa rửa mặt. Sản phẩm hiện nay thì chủ yếu là được bán ở trong huyện qua các quầy thuốc, tiểu thuốc và các cái spa. Và lượng cung ứng thì nó cũng chưa nhiều lắm bởi vì sản phẩm mới. Mình cũng mong muốn là mình đang xây dựng thêm các cái hệ thống kinh doanh bán lẻ để làm sao mà tạo được công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ nữa trên địa bàn. Ví dụ như là các công đoạn sơ chế hái lá. Các sản phẩm từ lá trầu không có công thức chế biến khác nhau. Sản phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm 3 thành phố Hồ Chí Minh kiểm định đạt chất lượng đủ điều kiện lưu hành ra thị trường. Quá trình sản xuất, chị Sương tận dụng các nền tảng công nghệ số quảng bá đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Cơ sở sản xuất của chị cũng tạo việc làm cho một số chị em ở địa phương. Vì đây là một cái sản phẩm mà rất gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là về cái việc mà bảo vệ môi trường. Nói chung là nó cũng đảm bảo về vệ sinh an toàn đối với môi trường sống xung quanh. Và cái sản phẩm của chị cũng đã được các cái cơ quan chức năng kiểm nghiệm về chất lượng, cũng như là cái sản phẩm của chị cũng đang là được lưu hành ở các tỉnh khác.
Cùng với các dòng sản phẩm chế biến từ lá trầu, chị Sương đang nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ lá sen, lá sả và củ sả. Mô hình khởi nghiệp với các sản phẩm chế biến từ thiên nhiên của chị Nguyễn Thị Thu Sương mở ra cơ hội mới cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với xã Thường Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, gặp gỡ và thăm mô hình trồng nho hạ đen của lão nông Nguyễn Văn Mở. Lão nông gần 70 tuổi, gần gũi, mến khách. Ông không ngần ngại kể về bước đường làm nông nghiệp của bản thân mình. Từng bị người thân ngăn cản nhưng quyết đổi mới trong cách làm nông nghiệp. Nhưng ông nông dân Nguyễn Văn Mở đã trồng thành công cây nho hạ đen trên mảnh đất phì nhiêu ven sông Đáy. Hiện ông Mở sở hữu 600 cây nho cho thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm. Ông Mở cho hay so với loại cây trái khác, cây nho hạ đen có ưu điểm ngắn ngày, thời gian thu hoạch nhanh và giá trị kinh tế cao. Cây nho hạ đen chịu nắng tốt, phù hợp với khí hậu miền Bắc và đạt năng suất lớn nhất là vào tháng 5, tháng 6. Ông Mở cho biết, để cây nho hạ đen sinh trưởng phát triển tốt, ông đã xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, đồng thời ứng dụng biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng hợp và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Để có nguồn phân bón cho cây nho, ông Mở tận dụng phụ phẩm nông nghiệp sẵn có ở địa phương như rơm rạ làm phân ủ vi sinh. Hiện gần 1.500 m² trồng nho hạ đen của ông được Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Nghiên cứu in tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Với thành quả sau nhiều năm miệt mài lao động, hiện tại ông Mở sở hữu mô hình trồng nho hạ đen gần 600 gốc, mỗi vụ cung cấp ra thị trường từ 15 tới 20 tấn. Ước tính tổng doanh thu trên 500 triệu đồng. Tin thế giới đáng chú ý, thưa quý vị, thay vì mua một bộ trang phục hợp mốt giá rẻ, mặc vài lần rồi nhanh chóng bị vứt bỏ, bộ trang phục tương lai này thực sự có thể tự thay đổi thiết kế chỉ trong chớp mắt. Người ta hy vọng rằng công nghệ này cuối cùng có thể được áp dụng rộng rãi hơn, cho phép mọi người thay đổi thiết kế túi xách hoặc là đồ nội thất gia đình chỉ bằng một nút bấm. Chiếc váy tương tác đặc biệt đó vừa được trình làng tại hội nghị công nghệ Adobe Max 2023 ở Los Angeles, Mỹ. Nhà khoa học Tristan Dess đã mang đến cho khán giả từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chiếc váy màu bạc lấp lánh của cô biến hình liên tục chỉ trong một nút bấm, với vô số những mảnh nhỏ gắn san sát nhau tựa như một lớp vảy cá. Dess giới thiệu chiếc váy quay dài đến đầu gối là một sản phẩm kỹ thuật số đưa vải vóc đến gần hơn với cuộc sống. Tristan Dess cho biết là chiếc váy có thể di chuyển theo người mặc, nghĩa là thiết kế này sẽ đung đưa theo hướng mà người mặc đi đến. Hiện chưa có thông tin chi tiết về chi phí sản xuất hoặc liệu nó có được bán trên thị trường hay không. Tuy nhiên, chiếc váy đã gây được tiếng vang lớn trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người hào hứng với viễn cảnh một ngày nào đó có thể tải xuống một thiết kế váy từ nhà tạo mẫu yêu thích của họ. Tiếp theo sau đây, mời quý vị cùng chứng kiến khoảnh khắc đầy thú vị qua một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội với chú thích nghệ thuật tuyệt vời. Quý vị đã được chứng kiến khoảnh khắc đầy ấn tượng khi một cô gái vẽ một bức tranh tuyệt đẹp chỉ bằng một viên phấn duy nhất. Với đường nét uyển chuyển và khả năng sáng tạo độc đáo, cô gái đã biến một chiếc bảng xanh thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Bức tranh mà cô gái vẽ không chỉ đẹp mắt mà còn đậm chất sáng tạo, khiến cho người xem không thể không thán phục trước tài năng và sự sáng tạo của cô. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, gia đình 3 người tử vong trong phòng trọ ở thành phố Hồ Chí Minh do ngạt khí. Chuyên mục chuyện ngày mới, sức sống làng thanh niên lập nghiệp trên dãy Trường Sơn. Thưa quý vị, thói quen đặt đồ ăn qua app hay mua về, còn gọi là takeaway, đã và đang đem lại sự thuận tiện cho người dùng khi có thể dễ dàng lựa chọn món ăn mình thích mà không cần phải đi xa. Tuy nhiên, kéo theo đó, rất nhiều những rác thải nhựa được sử dụng và thải ra môi trường. Câu chuyện đáng quan tâm này được phản ánh trong phóng sự ghi nhận sau đây. Ly nhựa, hộp nhựa, túi ni lông, không quá khó để có thể bắt gặp những sản phẩm làm từ nhựa này trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều hàng quán bán thức ăn tại chỗ đã chuyển sang sử dụng ly nhựa, hộp nhựa do hình thức bán hàng cho khách hàng mang đi càng phổ biến. Khi những đồ dùng nhựa kia được sử dụng xong, nó đã trở thành một núi rác thải nhựa từ việc mua đồ take away. Hiện tại bây giờ bên cửa hàng mình thì cũng đang sử dụng
tất cả các bao bì đóng hộp từ hộp nhựa và bằng túi ni lông. Tuy nó không đảm bảo về môi trường nhưng nó có những yếu tố ưu điểm, đó là về giá cả nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với hộp hoặc là đồ đóng bằng giấy hoặc túi giấy. Thì nhân anh cũng biết là nó gây hại môi trường, nhưng mà thật sự mà cái giá thành ý, nhựa nó rẻ hơn nhiều ấy. Đa số đồ ăn mà tôi đặt và người ta ship về thì thường sẽ bọc bằng túi ni lông và nó sẽ có những cái hộp kiểu mình không biết nó chất liệu gì, cái loại mà vẫn hay dùng gói xôi ấy. Và rác thải nhựa nó khá là khó phân hủy, thời gian phân hủy lâu, cho nên là bản thân các chủ cửa hàng phải có mong muốn là sẽ giảm cái việc sử dụng bao bì nhựa đấy đi và người ta có thể thay đổi sang các dạng bao bì giấy. Đặt đồ ăn qua app hay mua mang về mang lại sự thuận tiện cho người dùng khi có thể dễ dàng lựa chọn món ăn mình thích mà không cần đi xa. Nhưng kéo theo đó là rất nhiều những rác thải nhựa. Nếu không được xử lý đúng cách, đây có thể sẽ trở thành một nỗi lo lớn đối với môi trường và vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng vẫn còn là một bài toán khó. Tiếp theo sau đây là phần tin nóng. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị triệt phá đường dây mua bán pháo lậu liên tỉnh. Sau thời gian theo dõi tại xã Kỳ Anh, lực lượng công an bắt giữ Phan Văn Tuân, 24 tuổi, về hành vi tàng trữ trái phép hơn 6,7 kg pháo nổ. Từ lời khai của Tuân, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau bắt giữ nhóm người liên quan đến đường dây này. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Vũ Trí Hiếu, 34 tuổi, Nguyễn Chí Tâm, 42 tuổi, Nguyễn Vĩnh Phú, 36 tuổi và Nguyễn Văn Trường, 35 tuổi. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Vĩnh Phú cầm đầu đường dây này. Bằng các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm Phú, Tâm, Trường mua và bán ra thị trường khoảng 3 tấn pháo cho nhiều người trên cả nước, trong đó có Vũ Trí Hiếu và Phan Văn Tuân. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên lợi dụng lúc vắng vẻ đã phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong nhà dân tại Hà Nội để trộm cắp. Theo camera an ninh của người dân ghi lại cho thấy, giữa ban ngày tại một con ngõ xuất hiện một đối tượng là nam thanh niên đi xe máy, mặc áo shipper. Lúc này, phát hiện một nhà dân khóa cửa ngoài và lợi dụng lúc vắng vẻ, không có người qua lại, đối tượng đã tiến đến khu vực cửa nhà. Sau khi thấy thời cơ đến, đối tượng nhanh chóng lấy chiếc kìm trong túi để cắt khóa cửa. Chỉ sau ít phút, đối tượng đã ngang nhiên đột nhập vào bên trong nhà dân. Điều đáng nói, tên trộm thực hiện hành vi một cách manh động ngay giữa ban ngày. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Quyết, sinh năm 1999 để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, đối tượng Quyết cho chị H vay tiền 50 triệu đồng với lãi suất 200% mỗi năm và yêu cầu chị H phải quay lại video clip gửi cho Quyết. Đến khi bị hại không có khả năng chi trả tiền gốc và lãi thì Quyết sử dụng đoạn video clip trên để đe dọa buộc bị hại trả tiền. Làm việc với cơ quan điều tra, Quyết thừa nhận hành vi phạm tội và thu lợi bất chính số tiền 30 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 11, tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ cháy lớn. Thông tin ban đầu, người dân phát hiện một căn nhà bất ngờ bốc cháy tại khu vực tầng 1 nên hô hoán cho người trong nhà biết. Sau đó, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bùng lên kèm theo khói đen nghi ngút. Nhận thấy lửa chưa bén xuống tầng trệt, nhiều người vội di dời một số tài sản ra ngoài an toàn. Người dân bên cạnh cũng ôm tài sản tháo chạy. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Phú nhanh chóng đến hiện trường. Vài phút sau, đám cháy được dập tắt, ngăn được cháy lan qua nhà hàng xóm. Được biết tầng trệt căn nhà được sử dụng kinh doanh đồ điện tử, đèn chiếu sáng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến cho bảng hiệu, nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an quận 7 cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 3 người trong một gia đình tử vong nghi do ngạt khí tại phòng trọ trên địa bàn phường Bình Thuận. Thông tin ban đầu, sáng ngày 10 tháng 11, người dân trong khu vực không thấy gia đình 3 người sinh sống trong phòng trọ trên đường Lý Phục Mang mở cửa như thường lệ nên đến kiểm tra, gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện bất thường, người dân phá cửa phòng trọ vào trong thì phát hiện hai vợ chồng và một bé gái khoảng 2 tuổi nằm bất động trên tấm nệm đã tử vong.
Nhận tin báo, công an quận 7 và lực lượng chức năng có liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời điểm phát hiện vụ việc, cửa phòng trọ đang đóng kín, trong phòng có một bếp ga mini và một nồi bắp cháy đen. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong do ngạt khí, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Ngày 11 tháng 11, vụ cháy lớn đã xảy ra ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy của công an tỉnh Đắk Lắk đã được điều tới để làm nhiệm vụ. Thông tin ban đầu, tại số nhà 227, 229, 231 Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột bất ngờ bốc cháy. Người dân khi phát hiện sự việc đã hô hoán và gọi cho lực lượng chức năng. Theo một người dân sống cạnh các căn nhà trên, đám cháy bốc lên từ trong căn nhà 229 Lê Hồng Phong, sau đó ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội và lan sang các căn bên cạnh. Hồi sáng là hai vợ chồng ở trong nhà đang làm việc, thì nghe cháy chạy ra. Và lúc mà chạy ra là cái căn 229 kế bên đó, nhà tôi đó, là bắt đầu là nó bốc lửa, là mấy đứa ở bên đó nó bắt đầu nó lấy đồ nó cứu hỏa. Nhưng mà không kịp, gió mạnh quá, bên đó là máy nổ xăng dầu quá nhiều. Ngay sau khi phát hiện có cháy, người dân sống xung quanh đó đã đáy nước dập lửa nhưng đám cháy lây lan quá nhanh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến để dập lửa. Thưa quý vị, dự án làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ ở huyện biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam là một trong 15 làng thanh niên lập nghiệp được thành lập theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và được Trung ương Đoàn đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu giãn dân trên đường Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, thì ngôi làng thanh niên giữa núi rừng Trường Sơn đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế. Sức sống làng thanh niên lập nghiệp trên dãy Trường Sơn cũng là câu chuyện ý nghĩa của chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay, xin được chia sẻ đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ 2017 là năm hộ đầu tiên lên đầu tiên nhất. Hồi chưa lên đây là tôi là còn hộ nghèo. Mà lên đây xong được cấp vốn đầu tiên làm nhà xong rồi cấp giống, cấp cây, rồi nói chung là 100% đó. Đầu tư cho vợ chồng tôi cái này cái kia để nói chung là vượt cái khó ban đầu, giờ là đỡ rồi ạ. Gia đình chị Phượng là một trong 60 hộ được chọn về làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ. Đa số các thanh niên là dân tộc thiểu số. Từ những hỗ trợ ban đầu về đất ở, đất sản xuất, cây con giống, lương thực và hỗ trợ 20 triệu làm nhà, đến nay chính họ đã mang lại sức sống cho vùng đất đồi hoang hóa ngày nào bằng sức lao động và sự cần cù của mình. Sau 4 năm vào làng thì đã có một số cây được cấp từ tổng đội đã cho ăn quả, ví dụ như cây ổi, cây xoài, cây bưởi. Gà thì hàng năm thì bản thân tôi cũng nuôi được khoảng từ 2 đến 3 lứa. Trừ hết tất cả chi phí thì một lứa gà như lứa thì mình sẽ được khoảng 12 đến 15 triệu. Giữa trung tâm làng là mô hình vườn mẫu trồng cây ăn quả và khu chuồng trại quy mô của tổng đội thanh niên xung phong. Trong đó, mô hình nuôi gà đồi và heo rừng phát huy hiệu quả kinh tế cao đã được nhân rộng trong nhiều hộ trong làng để làm ăn phát triển kinh tế. Những vườn bưởi da xanh năm nay đã bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên. Tới từng hộ rồi để hướng dẫn về mặt kỹ thuật, về mặt chuyên môn. Thành quả nhất là những cái cây mình đã trồng từ nhỏ. Anh bây giờ được trái thì mình rất là vui, không hay là mình nuôi lớn. Huyện cũng đã cùng với tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo tiếp tục phát huy. Thứ hai nữa là định hướng ở đây là một cái làng điểm thì sẽ có dịch vụ du lịch, có những cái ngôi nhà mẫu, những cái làng mẫu như thế này để mà khách du lịch tới rồi kết hợp với du lịch cộng đồng cái tour rồi tới để tham cái làng này và có những cái dịch vụ không giờ tay ở là đó. Dẫu còn nhiều việc phải làm để trở thành một làng du lịch cộng đồng độc đáo, nhưng làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ đã chứng tỏ nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ của những người trẻ giữa núi rừng Trường Sơn, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Sau hơn 6 năm thành lập, từ vùng đồi núi hoang sơ, làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ nay đã tràn đầy sức sống mới, thay già đổi thịt từng ngày. Dù vẫn còn những khó khăn, nhưng những thanh niên của làng đều cùng chung một chí hướng, quyết tâm làm giàu, phát triển kinh tế bền vững nơi vùng cao của Quảng Nam.
Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Một lần nữa thì Thu Hà và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Thu Hà xin kính chào và hẹn gặp lại.